Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Điểm Máy Quang Hạnh. Giấc ngủ chiếm 1/3 cuộc đời của mỗi người. Chúng ta dành từ 7 đến 9 tiếng một ngày chỉ để ngủ. Vì vậy, việc vệ sinh giường nệm hàng ngày, hàng tuần là một điều hết sức cần thiết. Và bên cạnh tôi đây là máy hút bụi giường nệm Horn HSBC 2100, một giải pháp hoàn hảo để giữ cho giường nệm nhà bạn luôn sạch sẽ. Hãy cùng Toàn đi khám phá chi tiết sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Máy hút bụi giường nệm Horn HSBC 2100 được đánh giá cao nhờ thiết kế nhỏ gọn, lực hút lớn, có thể hút được từ giường ngủ, sofa hay nệm ô tô cực kỳ đa dạng. Thiết bị có kiểu dáng thông minh, gồm hai màu xanh lá và hồng trẻ trung hiện đại, kích thước chỉ 25 x 40 x 15 cm, trọng lượng 1,58 kg, nên chúng ta có thể thao tác sử dụng máy rất dễ dàng. Tay cầm cứng cáp chắc chắn, có thể xoay 360 độ. Trên tay cầm có một nút nguồn dễ dàng thao tác. Máy có hộp chứa bụi trong suốt, dung tích 0,6 lít, và chúng ta nên vệ sinh, đổ bụi sau mỗi lần sử dụng. Sản phẩm sẽ có hai bộ lọc, gồm một bộ lọc thô cùng một bộ lọc HEPA, giúp lọc sạch bụi trên giường nệm một cách hiệu quả nhất. Phía dưới của máy hút bụi sẽ có một miếng đệm rung lên tới 6.600 lần một phút. Chính nhờ miếng đệm này mà máy sẽ tách được bụi hay mạt khỏi bề mặt vải một cách hiệu quả. Sau khi tách bụi ra khỏi sợi vải, cổng hút tiết diện lớn sẽ hút hết các loại bụi nhờ công suất lên tới 400W và lực hút lên tới hơn 12.000 PA. Bên cạnh đó, máy sẽ có một bộ phận tỏa nhiệt và một đèn UV. Khi chúng ta sử dụng máy thường xuyên, sẽ tiêu diệt được vi khuẩn, đồng thời ngăn chúng sinh sôi trở lại. Với lực hút mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng, máy hút bụi giường nệm Horn HSBC 2100 chính là giải pháp hoàn hảo để vệ sinh giường nệm, sofa, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn. Sản phẩm đang có sẵn tại các showroom của Điện Máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 12 tháng. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc ngay từ hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.